Xin mến chào bà con trên mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh Đồ Xưa Lại Nguyên. Thì hôm nay em có sưu tầm về một số tác phẩm để giao lưu báo giá bà con mình trên mọi miền Tổ quốc nha. Thì gồm có bộ bàn chắc nha bà con, và một số món đồ đồng, đồ gốm và đồ xưa các loại. Để giao lưu qua số điện thoại em 0772 8772 78. Em ở tại khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Và em cũng xin chân thành cảm ơn bà con mình đã ủng hộ em những cái clip vừa qua nha. Thì đầu tiên hôm nay là mã số 1G ở một cái tủ bày đồ nha, một tủ bày đồ mà tủ này là dạng tủ mình treo tường, ở hàng tủ xưa nha. Ở chất liệu của nó là gỗ gõ, được chạm đục là những xung quanh là những con rồng nè. Đó bà con mình xem nha, ba con rồng ba góc nha. Ở những cái kệ này mình lắp lên tường xong mình kê đồ, mình trưng đồ rất là đẹp. Đặc biệt nó là hàng sâu tủ nha bà con. Đó. Tủ này thì kích thước em đo luôn, chiều cao là 71. Chiều ngang như thế này nha là nó 85. Đó bà con mình xem đây nha, rất là dày dặn nha. Đó. Đây dạng tủ này là tủ mình chơi lắp lên tường đó nha bà con, mình trưng bày treo đồ đó nha. Đây mặt gỗ sau lưng cũng được gia cố có hai móc, họ về bà con mình bắt lên tường giúp em nha. Đó, gỗ gõ nha. Đấy, cái này cũng nói chung tình trạng cũng đã được xử lý lại chút đỉnh thôi chứ không có vấn đề gì. Đó, cây này thì em giao lưu bà con mình giá 11 triệu nha bà con, 11 triệu đồng nha, một cây tủ gỗ gõ nha, đó treo tường ở gỗ tủ xưa. Rồi tiếp theo đến với mã số 2 nè. Đó là một cái bộ trà, đây là một cái bộ trà nằm trong hộp nha. Cái này thì nói chung hàng cũng gần đây chứ không phải cổ hay xưa. Đó, hàng này là hàng Tàu nha. Đó, đây móc đồng bọc đồng nha. Đó, bà con mình xem đây, chiếc hộp nhìn rất là đẹp và sang. Để em đo kích thước chiếc hộp trước nha. Chiếc hộp này có cái chiều dài này là 38, chiều rộng ra là 28 nha. Đó, dày của cái hộp này lên nó tới 11 luôn nha. Đây là móc bằng đồng vẫn xài được bình thường. Bên trong có 6 cái ly và một cái chiếc ấm nha. Đó, bà con mình xem đây rất là đẹp, này là đều là đá ngọc hết nha. Đây ngọc là ngọc thấu quang hết, đó, đá nguyên một khối ngọc đó nha bà con. Đó, về thì cứ kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng giúp em. Cái này thì đường kính em đo cái miệng là 6 phân, dày lên là khoảng 4 phân rưỡi nha. Đó, đây ngọc đều là ngọc thấu quang hết nha. Đấy bà con mình xem đây, đó, rất là đẹp nha bà con. Đó, ấm thì bà con mình xem cũng rất là đẹp luôn nè. Đó, ấm người ta chạm những cái hoa mẫu đơn là chim là đắp nổi luôn nha. Đó, bên trong cũng có một cái lược liền khối, chiều dài tổng này luôn cả cán tới 19 lần nha. Đó, rất là dày, có một cái nắp ở trên mình đậy nữa nha. Đây bộ này nhìn rất là đẹp và sang nha bà con. Đó, bà con mình xanh nhìn qua là mình cũng biết rồi nha. Đó, đây đá thấu quang hết. Bộ này thì có giá em giao lưu cho bà con của mình nha là 2.800.000. Ở 2.800.000 đồng nha, em bao ship toàn quốc cho bà con của mình. Bà con của mình đến nhà mình cứ kiểm tra hàng thoải mái nha. Ở hàng làm tích nguyên diện thì bà con mình nhận giúp em, có vấn đề gì liên hệ qua số điện thoại bên em hỗ trợ tư vấn thêm. Đến với mã số 3 thì em có là bốn cái cặp đèn nè, bốn cặp đèn mà dạng như là mình để dùng đốt đèn cầy, chất liệu là đồng nha. Đặt mà bộ này là hàng xưa. Đó bà con mình xem nha. Mỗi một cặp như thế này thì em đo chiều cao này là khoảng 13, còn cặp sau này là khoảng 11 nha. Thì nó tương đương tầm 11, 12, 13. Đó, chất liệu là bằng đồng hết nha. Đó. Bà con mình nghe âm thanh. Thì cái bộ 4 bộ nha bà con, thì mỗi một bộ có giá là 600.000 nha. Bà con mình lấy 4 bộ này là 2.400.000 nha. Đó, bà con mình nếu mà lấy hết thì em giảm chút đỉnh chi phí lại. Đó, bà con mình có nhu cầu chụp lại màn hình giúp em, em sẽ hỗ trợ tư vấn bên Zalo bà con mình thêm. Đến với mã tiếp theo số 4, em có một cái đây là một nguyên pho tượng nè, đặc biệt này là bằng ngà, ngay là người ta chạm hình Nha Tra, đứng trên là lưng rồng nha. Đó, bằng ngà xưa luôn nha bà con, tổng cái chiều dài lên tới 21 lần nha. Và chiều rộng này ra là 5 phân. Đó, 5 phân nha. Đây bà con mình xem đây. Đó, chạm đục rất là tinh tế, mặt sau lưng là hình nguyên một con rồng luôn. Đó, bà con mình xem rất là đẹp nha. Đây bà con mình xem giúp em. Đó. Đây người ta chạm một đế luôn. Đó, này là ngà 100%, về kiểm tra hàng trước khi nhận hàng giúp em, nên hàng này rất là giá trị. Đó, tác phẩm này thì có giá 14 triệu nha bà con. Ở một pho tượng Nha Tra đứng trên mình rồng. Rồi mã số 5. 5G là một cái vòng đeo tay cũng bằng ngà luôn. Đó, bà con mình xem đây nha. Đó, rất là đẹp nha. Đó. Đây. Cái này thì mà con mình có thể co giãn, mình đeo tay nào cũng vẫn dẫn được nha, thoải mái. Dài này là 9 phân thôi. Đó bà con mình xem đây nha. Đó. Về cứ kiểm tra hàng, test hàng, cái này thì có giá 1 triệu đồng. Đó 1 triệu đồng nha. Chất liệu là ngà. Rồi tiếp theo là em có là mã số 6G, em có là hai viên đá phát sáng nè. Đá này thì bên ngoài ánh sáng bầu trời thì nó vẫn bình thường. Khi bà con mình đem vào trong bóng tối thì nó sẽ sáng nha, tự động nó sẽ sáng. Đó cái này thì cái này bà con mình xem nè, nó ánh sáng lên ánh sáng màu xanh. Đó, mình để vào bóng tối là tự động nó sẽ sáng nha bà con. Đó, bà con mình xem nha. Đó, rất là đẹp. Đó, hai viên này em đo kích thước cho bà con của mình luôn, là hoành này của nó là khoảng, mỗi viên là nó tầm
16 nha, 16 thôi. Đó, đá phát sáng một cặp này có giá là 800.000. Đó, 800.000 đồng nha. Rồi tiếp theo thì em có là một cái cây kính lúp ở Gosia, ở Gosia nha. Đó, Made in Gosia, bà con mình xem. Kính lúp thì có cái chiều dài này thì em đo nó là lên tới 18, đường kính này là khoảng 7 phân, cây này cây mới nha. Đó, bà con mình về đặng mình có thể sưu tầm, mình xài đồ á, đặng mình có thể mà mình có thể gọi soi đồ được. Đó, bà con mình xem. Cây này thì có giá 300.000 thôi. Đó, 300.000 cho bà con của mình thôi nha. Tiếp theo đó là mã số 8G thì em có sưu tầm về được một cặp. Đó, cặp này đó, bà con mình xem, một cặp cúp xưa. Đó, cái này giống như là đồng lắc kê hay sao nha, hay là bạc lắc kê, loại lắc kê nó theo thời gian rồi. Bà con mình về mình có thể đánh bóng rồi nha, cho nó sáng lên. Đó, đây vẫn còn cái huy hiệu này của nó luôn rồi nha. Đó, bà con mình xem giúp em đây nha. Đó, thì khi đi em sẽ để nguyên bộ cho bà con của mình. Đó, một đôi như thế này. Đó, chiều cao thì em đo nó lên tới khoảng là 42 lần nha. Đường kính ngang đó là 24. À, bà con mình xem đây nha. À, rất là đẹp nha bà con. À, những cái cúp hàng sưu tầm này hàng xưa nha. Cũng khá nặng á. Đế là đế gỗ bằng đá nha. À, đá hoặc kim loại luôn. Một cặp này thì em giao lưu giá 1.8 triệu nha, cao 42. Ở một cặp kích xưa, cúp xưa. Rồi, tiếp theo là em có một bộ ấm trà rượu nguyên bộ của nó là gồm có 3 món. Đây, bà con mình xem đây nha. Cái này giống như là một cái thố mình để đựng trà vậy đó. Đó, cái này là bằng đồng lắc cây bạc luôn nha. Đó, một chiếc ấm nhỏ nữa nha, khá là duyên dáng nha. Đó, và một cái bình lớn. Chiều cao tổng thì em đo 27, chiều ngang thế này là 26 nha. Đó, những chiếc ấm nhỏ này cao của nó khoảng 10 phân thôi. Đó, đồng lắc cây bạc toàn bộ hết. Đó, bà con mình xem đây. Về mình vệ sinh đánh bóng lên thì rất là đẹp cho những cái tác phẩm như thế này. Nguyên bộ như thế này thì em giao lưu giá chỉ có là 3.5 triệu thôi. Đó, bà con mình xem chiếc ấm lớn nào mà có 4 chân nữa, nhìn rất là đẹp nha. Đây. Đó, hàng này là chuẩn hàng Âu nha bà con. Đó, 3.500.000 cho nguyên bộ như thế này nha, hàng sưu tầm. Tiếp theo thì em có một cái chiếc bình rớm. Đó, một chiếc bình rớm chu đậu xưa nha bà con, tuổi đời khá là già nha. Cái này chiều cao em đo là 23. Đó, ngang thế này là tầm 14, cái hoành bụng này là khoảng 38, tình trạng là cái miệng nó có tóc hơi chút xíu. Đó, bà con mình xem giúp em đây. Đó, rất là đẹp nha, già chát luôn, bình già là già. Đó, chạm nổi cái này thì có giá là 900.000 nha. Đó, hàng này là chuẩn xưa nha bà con, nên cái đồ nó già lắm nha. Rồi mã số 11 là em có một cái đĩa chanh gốm Biên Hòa nha. Đĩa này rất là to và lớn luôn, mà con mình xem tích này giống như là mà ở mà các cái vị quan nè đang mà chiến đấu ở dưới mà một cái trên con sông đi nha. Đó, có những cái bẫy cọc á, bẫy cọc trong á. Đó, rất là đẹp. Nói chung là tích này là tích cổ. Đó, đường kính cái đĩa này là 53 lần, đĩa rất là đường kính rất là to, độ dày lên khoảng chừng là 5-6 phân nha, 6-7 phân. Đó, này là giống như là cái tích chiến thắng Bạch Đằng gì đấy, bà con mình xem đây. Đây là gốm Biên Hòa xưa, mặt hoa văn, bà con mình xem mặt sau lưng nè, rất là đẹp. Một chuyển đế là 1954. Đó, bà con mình xem giúp em nha, hàng này tuổi đời khá là sâu. Đó, cái này thì bà con mình có nhu cầu thì có cái kệ đế á, mình về mình để mình trưng bày. Cái này chiến thắng Bạch Đằng. Đĩa này có giá em vô lưu là 2.400.000 nha, đường kính của nó lên tới là 53. Đó, rồi đến với mã tiếp theo thì đây em có sưu tầm về được 20 cái chén. 20 cái chén luôn nha. Đó, bà con mình xem giúp em thì chén này đặc biệt đó là chén của quân đội xưa. Đó, còn mấy cái nữa lấy lên luôn. Đây bà con mình xem nha, thì mỗi một mẫu nó có là 10 cái như thế này. Thì cái này em sưu tầm về được 20 cái. Đây. Đó, bà con mình xem giúp em. Cái này nói chung không phải là hàng bằng gốm nha bà con. Đó, nó giống như đồng Pháp Lam vậy đó nha. Nó là chén quân đội xưa đó nha. Đường kính này thì em đo của nó là khoảng 12. Đó, chiều cao của mỗi chén lên thì chiều sâu lên là 7 phân, nó rất là nhẹ. Đó, bà con mình xem đây nha. Đó, gớt cũng không hề vấn đề gì nha. Đó, bà con mình xem đây. Đó, bà con mình xem. Không phải đồ gốm nha, nhưng mà làm rất là giống đồ gốm. Nhưng mà hàng này tuổi đời nói chung là cũng thập niên từ 70-80. Đó, 20 cái chén này thì em giao lưu giá 3.5 triệu nha, 3.500.000. Đó, chén là hàng quân đội xưa luôn nha bà con. Đó, được 20 cái. Đó, hàng sưu tầm. Rồi, tiếp theo mã số 13, em có về được một cái bình gốm chu đậu. Ổ gốm này là gốm Biên Hòa xưa luôn nha, tuổi đời khá là cao, tích là Long Phượng. Đó, đây bà con mình xem nước men đây nha. Đó, gốm Nam Bộ xưa mình luôn á, chiều cao 40, đường kính miệng 15 thôi, hoành bụng này là khoảng 58, tình trạng cái miệng nó cũng có bị nhăn chút xíu nè. Đó, gió xíu thôi nha, không hề vấn đề gì. Đây, còn cái này thì cho ông đế cũng có xử lý chút xíu rồi nha. Đó, nói chung hàng này tuổi đời từ 70-80 năm hết rồi. Đó, con mình xem nha, rất là đẹp. Cái bình này thì có giá em giao lưu là 900.000 thôi, 900.000 đồng thôi nha.
Đó, bên em bao ship tận nhà cho bà con của mình. Rồi mã tiếp theo đó là số 14, một cái bức bình phong 12 con giáp nha. Đó, đây là bức bình phong này á, bà con mình xem đặc biệt nó là gỗ cẩm lai. Đó, người ta gạch cẳng là 12 con giáp ốc Singapore rất là đẹp nè. Hàng này nói chung rất là dày. Chiều cao tổng em đo 65, chiều ngang là 33, còn chiều rộng ngang cái đế là 41. Chiều sâu đế ra là 16 nha bà con. Đó, gỗ cẩm lai cẳng ốc Singapore nha. Đó, một tác phẩm rất là đẹp, đáng để sưu tầm 12 con giáp. Đó, bà con mình xem mặt sau lưng đây. Cao to lớn dày dặn, cái này thì giá là 5 triệu nha bà con, 5 triệu đồng nha. Rồi tiếp theo mã số 15G là em có một cái khay trà xưa. Đó, 4 chân quỳ, cái này nói chung cái tuổi đời khá là sâu rồi. Đó, gỗ này thì nói chung gỗ theo thời ở đó luôn đó nha bà con. Người ta làm thiết kế thời xưa luôn á. Mấy cái này thì tuổi đời nó từ 7-80 năm, hết 5-60 năm trở lên hết nha. Cao là 20, cái đường kính miệng vuông là 19 nha. Giống như là một cái kỹ á, hoặc mình có thể để đồ, cây đồ nè. Giống như này mặt trước nè nha. Đó, còn mặt kia mặt sau lưng. Ở gỗ này là gỗ ngày xưa nha bà con. Nói chung là hàng em sưu tầm có sao em giao lưu bà con mình vậy nha. Cái này thì em giao lưu bà con mình giá là 800 ngàn thôi nha, 800 ngàn đồng. Đó. Rồi tiếp theo mã số 16 thì em có là một cái kệ tam sơn. Đó, kệ tam sơn to luôn nha bà con. Gỗ là gỗ gõ. Đó, được chạm chi tiết ba mặt nha, mặt trước và hai mặt bên hông. Cái này lớn lắm. Đó, bà con mà xem lớn hơn cái vừa rồi em giao lưu. Cao này thì em đo lên tới 26. Chiều dài của nó là 80. Chiều sâu này ra nó là khoảng 19 thôi. Đó, rất là dày và nặng. Đây bà con mình xem về mình có thể kiểm tra hàng, mình cầm mình xem rồi mình có thể cảm nhận được nha. Đó, rất là dày. Cái này có giá 2 triệu 8 nha bà con. Kệ tam sơn nha, gỗ gõ. Rồi mã số 17G là em có một cái bức tranh xưa nha, gỗ gõ ha bà con. Ốc thì ngã bả chầu theo thời gian. Ở đây là một tác phẩm là Nhất Tâm Bái Phật. Bức này nói chung nó cũng không có lớn lắm nha, cũng nhỏ thôi. Nhưng mà được cái nó tuổi đời nó cao. Chiều cao này thì em đo 50 nha. Chiều ngang cái bức này thì nó là 36, dày khung tranh là 2,5 phân. Đó, Nhất Tâm Bái Phật nha. Đó, gỗ gõ xưa, đó, rất là đẹp. Trên có cái móc mình treo tường luôn nè nha, mặt dán sau lưng đây. Bức này thì em giao lưu bà con mình giá là 3 triệu nha bà con, 3 triệu nha, gỗ gõ xưa nha. Rồi, mã số 18 này thì có một cặp đôn gỗ gõ nè, đó bà con mình xem. Đôn hoa mai, mặt là mặt tròn, về bà con mình cây đồ, chân đồ nha. Đó, hàng làm tích sạch sẽ rồi, đã được vệ sinh đây rồi nha. Đó, đã được mà vật ni sạch sẽ bóng cho bà con mình về mình xài sử dụng thôi, gỗ gõ. Chiều cao thì em đo này của nó là 49, đường kính cái mặt đôn phủ bì luôn là 30 nha, 5 chân. Ở bậc bên dưới là hoa mai rất là đẹp. Đó, mình có thể nhắm tầm mình về mình kê những cái chậu hoa bình hoa nha. Một đôi này thì em giao lưu giá 2 triệu rưỡi thôi. Giá này là giá em bao ship toàn quốc bà con mình nha. Đó, khi đi em sẽ đóng thùng kỹ càng về kiểm tra hàng trước khi nhận hàng. Mã 19 thì cặp này cũng là cặp đôn gỗ gõ nè. Đó, bên tầng dưới là hoa mai thì cặp này nói chung nó cũng cao to hơn cặp vừa rồi. Đó, em đo cho bà con mình luôn. Cao này của nó là 69. Cái đường kính mặt đôn á là nó cũng 30 củ bì nha. Đó. Đây. Đó, em có hai đôi nha, một đôi là cao hơn con đắp hơn nè. Đó, làm tích liền lạc luôn 5 chân. Cặp này thì có giá là 3.400.000 bao ship toàn quốc nha, 3.400.000 đồng. Đến với mã tiếp theo số 20G, một cái bộ bàn. Đó, bộ bàn là người ta chạm chút. Đó, đặc biệt cái bộ này là chất liệu gỗ của nó là gỗ chắc. Gồm có là 7 món, 2 đôn một bàn và 4 cái ghế nè. Đó, được chạm đục rất là tinh vi nha. Và bàn này là gỗ chắc toàn bộ hết nha bà con. Đó, bà con mình xem rất là đẹp nha. Mặt bàn cũng được cẳng giống một bức tranh họa đồ luôn. Đó, thì em có một cặp đôn trước mắt thì bên đo bà con mình xem nha. Cao của mỗi đôn thì em đo là 45. Đường kính mặt đôn phủ bì này là 33. Đó, những trên mặt đôn là những cái nụ hoa hồng này nha. Đó, bà con mình xem giúp em. Đó, gỗ đây nha, rất là đẹp. Đây, mặt bên trong đây. Đó, làm tích liền lạc nha bà con. Gỗ là gỗ chắc nha. Đó, em bao kiểm tra hàng trước khi nhận hàng. Bàn thì mặt bàn bà con mình xem cũng khá là đẹp nè. Đó, một cái tích là bát điểu trồng hoàng. Đó, được người ta cẳng là cũng như là ngà, thân cây gỗ xưa kết hợp với ốc Singapore. Nó tạo nên một cái bàn nhìn rất là đẹp và sang trọng nha. Về bà con mình cắt cái kính mình để lên nữa thì nói chung rất là đẹp luôn á. Đây. Bàn thì có chiều cao này em đo là 75 và đường kính cái mặt bàn này luôn phủ bì là nó 98. Đó, gia cố bàn cũng rất là dày dặn nha. Dìm là một tấc nha bà con. Đó, bà con mình xem đây nha, những cái chi tiết mà trên là những cái đôi chim á nhìn rất là đẹp và hồn luôn nha, không chê vào đâu. Đó, một cái đôi chim phượng hoàng và hội tụ các loài chim vật quý hiếm trên nha. Đó, bà con mình xem nha, nghệ nhân người ta làm cũng rất là kỳ công và công phu.
Chân bàn thì nó có hai tầng gia cố chắc chắn và cứng cáp luôn. Bà con mình xem yên tâm về mình xài thoải mái này, bàn mặt bằng gời, chân bàn thì mỗi chân có chiều dày là 4 phân. Chạm đục giả chút hết. Bà con mình xem không rõ nghe không kỹ, các bạn Zalo bên em hỗ trợ tư vấn thêm nha. Ghế thì có 4 cái ghế rất là to nè, bên ngoài bà con mình nhìn thấy chứ rất là lớn. Rất là rộng luôn nha. Chiều cao của một ghế em đo luôn là 110, chiều ngang cái thằng tựa lưng là nó 60. Chiều ngang hai cái tay như thế này là nó khoảng 65 nha. Chiều sâu của ghế ra luôn đó là 49, từ vị trí mặt đất cho lên là 42. Người ta chạm là những cái chim hoa nè, ở trên đây cũng chạm rất là đẹp nha, cẳng ốc rất là đẹp luôn. Gỗ là gỗ chắc toàn bộ hết. Thành ghế này sau lưng 4 phân, mỗi tay bên hông thì có 8 phân. Đây, xung quanh thì người ta làm cũng rất là đơn giản thôi, nhưng mà nhìn rất là lịch lạc nha, lịch sự nha bà con. Dày dặn cứng cáp rất là đẹp. Khá nặng nha. Bà con mình có nhu cầu thì liên hệ qua số điện thoại em sẽ tư vấn video kỹ càng hơn cho bà con mình xem thêm. Bộ này thì nói chung gồm là 7 món, 2 đôn 1 bàn và 4 cái ghế đơn rất là lớn. Em giao lưu cho bà con của mình có giá là 48 triệu nha. Giá này là em bao ship toàn quốc cho bà con của mình nha, 48 triệu đồng. Bà con mình ở gần khu vực miền Tây thì em thương lượng cái ship giảm chút đỉnh cho bà con của mình nữa nha. Thì đây cũng là tác phẩm cuối clip ngày hôm nay. Đồ xưa Lê Nguyên cũng xin chân thành cảm ơn bà con mình đã xem kênh, ủng hộ kênh nha. Chi tiết bà con mình liên hệ qua số điện thoại 0772 8772 78 để được bên em tư vấn kỹ càng hơn. Xin hẹn bà con mình những clip tiếp theo ạ.